7 kỹ năng. Xin mời trọng tài Lê Nguyễn Đình Lân lên võ đài. Và ở góc đài xanh sẽ là vận động viên Đào Phước Thịnh đến từ Tiger Muay Club Thủ Đức. Và ở góc đài đỏ là vận động viên tên Lê Hoài Tú đến từ câu lạc bộ SOS GMA. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất là nhiều nảy lửa đây. Và hiệp thi đấu đầu tiên xin được phép bắt đầu. Vâng, đây là trận đấu kế cuối của buổi tối ngày hôm nay. Hai vận động viên đang quyết liệt với những đòn đá cao. Những đòn tay rất nặng của hai vận động viên. Chúng tôi thấy mới hiệp một thôi, chúng ta đã thấy hai vận động viên trao đổi đòn rất quyết liệt bằng đòn tay và đòn chân. Rất máu lửa. Wow, một vòng đá cao chân rất hay, tuy nhiên cũng chưa chính xác. Một đòn đáp trả của vận động viên cá bờ xanh, một đòn đá cao rất hay. Chúng ta thấy hai vận động viên đang thăm dò bằng những đòn tay và đòn chân. Một đòn gối mặt nạ rồi. Một đòn đá tán trụ khá nặng của vận động viên góc đầy đỏ. Chỉ mới hiệp một thôi, hai vận động viên dứt hiệp một. Như vậy dứt hiệp một, trận đấu hiệp 1. Chúng ta hãy xem lại đoạn video chiếu chậm cho thấy sự ra đòn hiệu quả của hai vận động viên. Với chiến thuật đá phá trụ để nhằm hạn chế sức tấn công của đối phương, theo tôi nghĩ là đấu pháp hợp lý của vận động viên góc đài xanh. Giải One May Championship năm 2022 rất vinh dự được nước uống độc quyền của Coca-Cola tài trợ cho toàn giải đấu. Quý khán giả đang dự khán và theo dõi các trận đấu, nếu chúng ta có cần giải nhiệt thì chúng ta có thể ghé ngay quầy reception để sử dụng nước Coca-Cola miễn phí. Vâng, như vậy hiệp thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu.
Chúng ta thấy lực lượng cổ động viên cho góc đài xanh rất nồng nhiệt. Rất hay, một đòn đáp trả vũ bão của góc đài đỏ. Một đòn bắt ngã. Chúng ta thấy trọng tài rất vất vả can thiệp. Rất hay, một đòn tay sau. Rất hay. Phải đáng biểu dương về động tác đánh lừa đối phương và tém trụ thành công. Chúng ta thấy một động tác đá ở vùng hạ bộ. Trọng tài đang can thiệp để hỗ trợ cho vận động viên góc đài xanh. Một cú đá rất mạnh vào vùng hạ bộ của đối phương. Vâng. Một đòn tay khá nặng. Một đáp trả đòn cao chân rất hay. Một đòn gối rất hiệu quả. Chúng ta thấy là hai vận động viên đang tích cực ra đòn. Một đòn phá trụ. Càng về sau hiệp đấu, trận đấu càng căng thẳng hơn. Một đòn tay rất nặng của góc đài đỏ. Tém trụ và thành công. Một đòn khá hay. Vâng, một đòn bắt đánh ngã khá hay của góc đài đỏ. Chúng ta thấy hai vận động viên đang tích cực trao đổi đòn với nhau. Vâng. Dứt hiệp thi đấu thứ hai. Xin cảm ơn. Đã dứt hiệp thi đấu thứ hai. Cổ động viên đâu ạ? Hãy cho một tràng vỗ tay để cổ vũ sự nhiệt tình, sự cống hiến của hai võ sĩ ở hiệp thi đấu thứ hai. Hy vọng ở đấu pháp hiệp thi đấu thứ ba sẽ được tích cực hơn khi hai huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật. Chúng ta thấy hai vận động viên cũng khá mệt ở hai hiệp đấu vừa qua. Ở trong lượt thi đấu ngoài, một trận đấu chúng ta sẽ có 3 hiệp, 1 hiệp 2 phút và nghỉ giải lao 1 phút. Sau 3 hiệp đấu, trọng tài sẽ căn cứ trên phiếu điểm và quyết định thắng và thua. Vâng, chúng tôi thấy huấn luyện viên góc đài đỏ rất chuyên nghiệp trong công tác căng cơ, giúp cho vận động viên mình hồi phục. Hết thời gian nghỉ. Và sau đây là hiệp thi đấu cuối cùng, hiệp thi đấu thứ 3. Bắt đầu. Ê! Vâng, ở hiệp thi đấu thứ 3 thì cả hai võ sĩ đang thấm mệt thưa quý vị. Liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng đến từ cả hai võ sĩ. Mất trụ rồi. Và đó là pha tán trụ của Đào Phước Thịnh.
30 giây đếm ngược nào. 3, 2, 1. Chúng tôi cần những đòn dứt điểm. Ê, 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 lên gối. Và kết thúc hiệp 3. Kết quả phần thắng sẽ nghiêng về ai đây? Chúng ta cùng chờ xem. Và trên tay tôi đang là kết quả đến từ trọng tài. Xin được chúc mừng võ sĩ Đào Phương Thiện đến từ góc Tài Sơn. Võ sĩ Đào Phương Thiện đến từ Tiger Way Club Thủ Đức. Xin mời anh Trọng Phú sẽ lên trao giải cho cả hai võ sĩ. Xin mời thầy Trần Trung Sơn sẽ lên trao giải cho cả hai võ sĩ của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn cả hai võ sĩ Đào Phước Thịnh và Lê Hoài Tú. Xin cảm ơn trọng tài Lê Nguyễn Đình Lân. Và xin cảm ơn thầy Trần Trung Sơn rất nhiều.